Cung ông công ông táo năm 2023, ngày nào giờ nào tốt nhất để lộc tài tấn tới, phú quý ngập nhà. Lễ cúng ông công ông táo Tết 2023 này nên tiến hành vào ngày giờ nào là đẹp nhất? Cần lưu ý những điều gì? Bài văn khấn nào là chuẩn nhất? Và cần kiêng kỵ điều gì? Hãy cùng Liên Hệ Tốt khám phá ngay sau đây. 1. Ngày đẹp cùng ông công ông táo Tết 2023. Theo lệ xưa, cứ nhằm vào đúng ngày 23 tháng Chạp là các gia đình tiến hành nghi lễ cúng táo quân, đưa tiễn ông thần bếp lên trời để bẩm báo với Ngọc Hoàng về tình hình mỗi gia đình trong một năm vừa qua. Tuy nhiên, ngày nay cuộc sống hiện đại nhiều thay đổi, việc thờ cúng coi trọng ở tấm lòng thành kính. Vì thế, nếu không có điều kiện làm lễ cúng ông táo vào đúng ngày 23 tháng Chạp thì có thể cúng trước 1 hoặc 2 ngày cũng không sao, miễn là không quá trễ. Căn cứ theo lịch vạn niên, tháng Chạp năm Nhâm Dần có 3 ngày đẹp sau đây có thể tiễn ông táo lên trời. Đó là các ngày 20 tháng Chạp, tức ngày 11 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Thứ tư, ngày Kỷ Tỵ, ngày Hoàng Đạo, Lục Nhâm Đại An. Ngày 21 tháng Chạp, tức ngày 12 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Thứ năm, ngày Canh Ngọ, Lục Nhâm Lưu Niên. Ngày 23 tháng Chạp, tức ngày 14 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Thứ bảy, ngày Nhâm Thân, ngày Hoàng Đạo, Lục Nhâm Xích Khẩu. Trong đó, ngày 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần được coi là ngày rất đẹp để làm lễ cúng ông công ông táo. Nếu sắp xếp được thời gian hợp lý, các gia đình có thể tiến hành, hoặc nếu không, chọn hai ngày còn lại cũng khá tốt. 2. Cúng ông công ông táo năm 2023, giờ nào tốt nhất? Ngay sau đây, Liên Hệ Tốt mời quý anh chị tham khảo khung giờ tốt trong ngày 20 tháng Chạp. Đó là các giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Trong đó, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ là giờ Đại An, khung giờ đẹp nhất để cúng táo quân 2023. Tiến hành nghỉ lễ vào giờ này, đa phần mọi việc đều tốt lành, rất tốt cho cầu tài lộc, gia đạo cũng sẽ bình an, gặp nhiều may mắn. Khung giờ tốt trong ngày 21 tháng Chạp, đó là các giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Trong các khung giờ này thì giờ Ngọ là giờ tốc hỷ, thời điểm đẹp nhất để làm lễ cúng táo quân. Nếu tiến hành cúng ông công ông táo vào khung giờ này, hứa hẹn năm mới sẽ gặp được nhiều niềm vui, may mắn, xuất hành thuận lợi, dễ dàng hóa giải được những xui xẻo, bệnh tật có thể gặp phải cho mọi thành viên trong nhà. Khung giờ tốt trong ngày 23 tháng Chạp, đó là các giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ và giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Trong hai khung giờ này thì giờ Thìn là đẹp hơn cả vì nó thuộc giờ tốc hỷ. Nếu tiến hành cúng táo quân vào giờ này thì mọi việc êm đẹp, năm mới nhiều cát lành, gia đạo đón nhiều tin vui, có thể hóa giải được bệnh tật, nguy nan cho các thành viên trong nhà. Riêng với giờ Ngọ, theo tín ngưỡng dân gian thì giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 23 tháng Chạp là thời điểm mà các thần bếp quy tụ để chuẩn bị về trời. Nên đây được coi là khung giờ tối linh thiêng, thích hợp để đưa tiễn ông công ông táo về châu trời hơn cả. Tốt hơn hết là trước 12 giờ trưa. Tuy nhiên, trong ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần, giờ Ngọ là giờ hắc đạo Bạch Hổ. Vì thế, tùy quan niệm mỗi gia đình mà có thể đưa ra lựa chọn phù hợp. Không nhất thiết phải cúng vào lúc giữa trưa, chính Ngọ mà có thể cúng vào các khung giờ đẹp nêu trên như là giờ Thìn hay giờ Tỵ. 3. Chuẩn bị mâm cúng ông công ông táo năm 2023. Lễ vật cúng táo quân truyền thống chung nhất thường bao gồm mũ ông công bà cỗ hay bà chiếc, cá chép, có thể sử dụng cá chép giấy hoặc cá chép thật đều được. Về mâm cỗ cúng táo quân năm 2023, tùy vào từng gia cảnh, ngoài các lễ vật chính kể trên thì người ta có thể làm với lễ mặn hay lễ chay để tiễn táo quân. Theo đó, mâm cỗ mặn để cúng táo quân về cơ bản sẽ bao gồm một đĩa gạo, một đĩa muối, một đĩa thịt luộc hoặc một con gà luộc ngậm hoa hồng, một bát canh mọc, một đĩa xào, một đĩa giò, một đĩa xôi gấc, một đĩa chè kho, một đĩa hoa quả, một ấm trà sen, một quả bưởi, một con cá chép rán hoặc là cá chép sống, ba chén rượu, một quả cau lá trâu, một lọ hoa đào nhỏ, một lọ hoa cúc, một tập giấy tiền vàng mã. Gia chủ cũng có thể cúng đồ chay hay mặn, đồ cúng nhiều hay ít tùy vào từng gia cảnh. Không phải cứ mâm cao cỗ đây là được hưởng nhiều lộc. Mâm cỗ đơn giản mà gia chủ tâm thành kính vẫn là tốt hơn. Ngoài ra, cũng có không ít người thắc mắc
lễ cúng ông công ông táo thì cần bao nhiêu con cá chép? Theo đó, trong ngày lễ tiễn táo quân chào trời, cá chép là đồ lễ không thể thiếu. Đây là loài cá duy nhất có khả năng vượt vũ môn để hóa rồng nên được chọn là phương tiện để đưa các táo về trời. Vậy cá chép cùng táo quân thì cần mấy con? Có người cho rằng nên cúng nhiều cá chép hoặc ít nhất cũng phải 3 con, tương ứng với 3 vị thần. Cũng có người lại nói chỉ cần 1 con hay 1 cặp cá chép là đủ. Theo quan niệm dân gian, nếu gia chủ gia cảnh tốt thì nhiều cá chép là tốt, còn không thì 3 con cá chép làm lễ cúng là đủ. Vậy nên cúng cá chép thật hay cá chép giấy thì tốt hơn? Linh Ngày Tốt xin đưa ra lý giải như sau. Tùy vào từng điều kiện của các gia đình mà có thể lựa chọn dùng cá chép thật hay cá chép giấy để cúng lễ táo quân đều được. Với những gia đình lựa chọn dùng cá chép giấy để cúng táo quân thì sau khi thực hiện xong lễ cúng, thay vì đi thả cá thì có thể mang cá chép giấy đi hóa cùng với đồ vàng mã, mũ áo táo quân. 4. Văn khẩn ông công ông táo Tết 2023 đúng chuẩn. Tiếp ngay sau đây, Linh Ngày Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo bài văn khẩn cúng táo quân năm 2023 theo đúng văn khẩn cổ truyền, cụ thể như sau. Ngoài ra, quý anh chị có thể tham khảo bài văn khẩn ông công ông táo 23 tháng chạp của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, cụ thể như sau. Năm, một số lưu ý quan trọng khi cúng ông công ông táo Tết 2023. Về thời gian cúng ông táo, tuyệt đối không cúng muộn hơn 23 giờ đêm ngày 23 tháng chạp. Bởi như vậy là hành động phạm húy, các táo sẽ tới muộn, không kịp báo cáo với Ngọc Hoàng, cơ sự dễ lỡ giờ. Về vị trí đặt mâm cỗ cúng táo, nếu có bàn thờ ông táo, thường được đặt trong bếp thì đặt mâm cỗ cúng các táo ngay tại đó. Trường hợp mà không có bàn thờ ông táo riêng có thể đặt chung với bàn thờ gia tiên, chứ không nên để ở mâm cỗ ở bếp hay ngoài ban công. Về điều cầu khấn, khi cùng ông táo chỉ nên cầu xin thần bếp bẩm báo điều tốt cho gia đình, tránh những điều không hay, đồng thời không cầu xin phú quý về vật chất hay tiền bạc. 6. Những kiêng kỵ khi cùng ông công ông táo năm 2023. Tiếp ngay sau đây, Linh Ngày Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo những điều kiêng kỵ trong ngày cùng ông công ông táo chớ phạm phải, kẻo sẽ mất linh. Thứ nhất là kiêng kỵ làm lễ cúng các táo sau ngày 23 tháng chạp. Kiêng kỵ dâng cúng táo quân những món ăn như là thịt chó, thịt vịt hay thịt chim. Kiêng kỵ cầu xin tài lộc khi cùng ông táo. Lưu ý khi thả cá phóng sinh trong ngày ông công ông táo, phóng sinh bằng cái tâm chứ không nên theo phong trào, không chạy theo số đông. Tuyệt đối không nên mê tín hay vụ lợi, đầu cơ công đức, nên tránh những hành động như là thả cá từ trên cao, thả cả túi ni lông, cầm cả xô đổ xuống hay xem giờ lành để có thể đi thả cá. Vậy, khi nào thì táo quân sẽ quay trở lại dương gian? Theo quan niệm xưa truyền lại thì đó là sau khi làm lễ cúng táo quân ngày 23 tháng chạp về chầu trời bằng cá chép thì đến ngày 30 tháng chạp táo quân sẽ quay trở lại trần gian. Theo đó, vào ngày 30 tháng chạp, năm Nhâm Dần sẽ rơi vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch, ngày Kỷ Mão, thân bếp cũng sẽ quay trở lại dương gian.
Vì vậy mà thường vào đêm giao thừa, nhiều gia đình sẽ thường tổ chức mâm cơm thịnh soạn để đón giao thừa, vừa đón ông công ông táo về với gia đình, mong các vị thần phù hộ độ trì cho gia đình một năm mới sung túc, an lành và hạnh phúc. Hậu cáo quân thì gia chủ nên làm gì để gặp được nhiều may mắn cát lành? Trong những ngày ông công ông táo lên trầu trời, thông thường các gia chủ sẽ tiến hành những công việc như sau, đó là bào sái, dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân nhang, thay bát hương cũ nếu cần thiết, dâng lễ mời các táo về an vị ngày cuối năm và cùng tất niên, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa để đón nguồn năng lượng mới, mở cửa để đón sinh khí vào nhà, hay cùng nhau quây quần bên bữa cơm tất niên đầm ấm. Như vậy thì liệu không cùng táo quân có sao không? Từ xa xưa, tục thờ cùng táo quân thần bếp được trân quý và lưu truyền qua các thế hệ. Người ta tin rằng đất có thổ công, sông có hà bá, nên việc thờ phụng cúng bái để được thần linh phù hộ là điều nên làm. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là tín ngưỡng dân gian, theo đó mà tùy từng vào quan điểm và sự lựa chọn của mỗi người để có thể tiếp tục duy trì tập tục này hoặc là không làm theo. Quan niệm thờ cúng tâm linh là của mỗi người, không nên gượng ép. Việc cúng hay không cúng ông táo đều không có vấn đề gì. Tùy theo tư tưởng và suy nghĩ của mỗi người về việc có thờ cúng hay không mà có lựa chọn khác nhau. Khi đã chọn thờ cúng thì cũng cần có sự thành tâm nhất. Ngoài ra, Linh Hay Tốt cũng muốn mời quý anh chị và các bạn tham khảo về sự khác nhau giữa cúng táo quân ở ba miền. Cụ thể, nếu cúng táo quân ở miền Bắc thì sẽ cúng cá chép để ông táo về trời. Ở miền Trung thì có thể dâng ngựa giấy cho các táo về trời. Hay ở miền Nam thì ban đêm mới tiễn táo về trời. Trên đây là những thông tin tham khảo hướng dẫn cùng ông công ông táo Tết 2023. Mời quý anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi các nội dung chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ được cập nhật liên tục và sớm nhất trên kênh Linh Hệ Tốt. Linh chúc quý anh chị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, bình an cát lành, vạn sự như ý. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.